Trung tâm Hiền Mưu xin chào toàn thể quý khán giả anh em. Quay trở lại video clip của buổi sáng ngày mùng 4 Tết âm lịch năm 2024 thì Hiền Mưu không biết nói gì hết, xin gửi lời chúc đầu xuân năm mới đến toàn thể quý khán giả anh em, bạn bè đang xem video clip này. Một lời chúc đầu năm sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Chúc quý khách hàng mọi sự như ý. Thì cũng xin thông báo là ngày hôm nay là ngày mùng 4 âm lịch Tết thì bên Hiền Mưu lại tiếp tục khai xuân lấy lộc đầu năm. Tiếp tục bán những thiết bị về audio karaoke chuyên nghiệp cao cấp. Rất mong được sự ủng hộ quý khán giả. Và cũng hứa hẹn một năm 2024 sẽ rực rỡ hơn năm 2023 và những năm trước nữa. Thì suốt những năm từ 19 đến 23 thì quý khán giả mà cơ bản anh em cũng nắm được rồi. Hiền Mưu cũng chuyên cung cấp phân phối tất cả các mặt hàng về karaoke chuyên nghiệp. Đặc biệt thương hiệu nổi tiếng của Hiền Mưu là JBL đã phục vụ đến cho quý khán giả rất nhiều rồi. Như năm 2003 theo thống kê thì Hiền Mưu bán cái lượng loa JBL cũng tính ra cũng hàng nghìn đôi ra thị trường. Thì cơ bản khách hàng là đều yên tâm về chất lượng sản phẩm do Hiền Mưu cung cấp và được rất nhiều anh em tin dùng. Thì cũng năm 2023 thì Hiền Mưu cũng bán nhiều vậy nhưng mà vẫn còn rất nhiều hàng để phục vụ anh em nhá. Trước Tết thì cũng rất nhiều anh em là bận không có đi mua sắm được, thì sau riêng thì Hiền Mưu vẫn còn rất nhiều để phục vụ anh em nhá. Đấy. Cơ bản quay để anh em nắm được mua hàng thì liên hệ bên em. Đặc biệt giá của đầu năm thì bên em cũng xin đưa ra một mức giá cực kỳ hấp dẫn và yêu thương, và có những chương trình khuyến mại đặc biệt. Và phương châm kinh doanh của năm 2024 này thì Hiền Mưu cũng sẽ có phương châm kinh doanh mới hơn, độc hơn và lạ hơn, giá thành yêu thương hơn những năm trước. Nên là Hiền Mưu cũng rất mong được sự ủng hộ quý khán giả. Anh em nào chưa nhấn nút đăng ký kênh bên góc phải màn hình thì nhấn nút đăng ký kênh bên góc phải màn hình để theo dõi những video đợt tới này Hiền Mưu sẽ đăng tải liên tục. Đặc biệt sẽ lên sóng những bộ karaoke từ rẻ đến đắt, từ cao cấp đến bình thường. Đấy. Phù hợp cho nhiều người dân, nhiều anh em và tùy theo không gian địa lý, tùy theo sở thích của anh em. Thì Hiền Mưu sẽ phương châm đợt tới kinh doanh sẽ đa dạng hơn về mặt hàng nữa và sẽ đưa ra nhiều phân khúc mức giá khác nhau, nhiều không gian diện tích khác nhau, kể cả hội trường và sự kiện đợt tới này Hiền Mưu sẽ làm rất nhiều. Đấy, thì cũng hứa hẹn là một năm 2024 thì sẽ rực rỡ hơn. Đấy. Một nữa không biết nói gì hết là Hiền Mưu chính thức khai trương vào ngày mùng 4 âm lịch Tết. Anh em mọi nhu cầu mua sắm về thiết bị audio karaoke chuyên nghiệp hoặc bảo hành liên hệ với Hiền Mưu qua hai số máy ghi trên tấm biển này: 0973 096 520 và 0973 034 39. Cuối cùng xin một nữa chúc quý khách đầu năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúc đại gia đình nhà mình một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Một nữa rất hạnh được đón tiếp anh em vào những dịp đầu xuân này. Đặc biệt ở khu Chí Linh quê em thì là có Côn Sơn Kiếp Bạc và đền thờ thầy giáo Chu Văn An. Anh em nào mà nhu cầu đến đây đi tham quan du lịch thì đi qua Hiền Mưu và giao lưu chén rượu đầu xuân anh em nhá. Còn nữa xin không biết nói gì hết. Cảm ơn tất cả quý khách đã theo dõi video clip này.